chưa nào? Cô mời bạn Thu Ngân nào? Để xem được chúng mình cần chuẩn bị những cái vật liệu gì? Đây ở đây cô đã có gì đây? Hạt ngô. Hạt gì nhở? Hạt ngô. À đúng rồi. Gì đây? Nước. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô. Và bây giờ chúng mình cùng quan sát cô gieo hạt nhá. Đầu tiên cô lấy hạt giống, trồng xuống đất này. Mình nhìn nhá. Đó. Cô gì nhở? Tưới nước. À, và sau đó cô tưới nước. Và chúng mình chờ xem kết quả của cô xem nhá. Hạt ngô cô trồng sau 5 ngày thì đã làm sao đây nhở? Nảy mầm. À, hạt ngô sau 5 ngày cô trồng đã gì nhở? Nảy mầm. À, đã nảy mầm rồi đúng không nào? Nhìn lên đây nhá. Và đây là thành quả của cô này. Sau 1 tuần cô đã gieo hạt này và lên mầm. Và bây giờ các con nhìn này, đã thành cây rồi đúng không nào? Và cây có gì đây nhở? Lá. À, có lá non rồi đúng không nào? Và chúng mình nhớ nhá, và chúng mình phải chăm sóc cây này. Phải gì nhở? Phải tưới nước cho cây này, để cho cây luôn được xanh tốt này. Nào, và bây giờ chúng mình cùng cô tưới nước nhá. Nào, cô cho con nào. Và bây giờ cô con chúng mình sẽ đi lấy hạt. Và chúng mình đã chuẩn bị sẵn để đi gieo nhá. Chúng